Rồi, chào ngày mới. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Phú Sài Gòn ngày hôm nay. Hôm nay mình ở trong nhà thì tình hình dịch Covid nó đang hoành hành bên này. Thì ở trong nhà hoài nó cũng tù túng và bực bội. Thì hôm nay mình quyết định là mình dẫn mọi người ở nhà mình đi câu cá bờ hồ. Bên đây mình không có sông. Đây là mình chỉ có hồ thôi. Đây mình sẽ cho mà trong thời gian chờ đợi mọi người trong nhà ra thì mình đi vòng vòng để giới thiệu cho các bạn coi cái đường ở khu nhà mình nha. Hiện tại giờ mùa đông rồi, đang có tuyết nè. Đường đi thì người ta sẽ làm rất là sạch sẽ để cho người đi bộ đi trên đường mà không có bị trơn trượt đó. Xem nha. Thì cái trục đường ở trong hồ này thì lâu lâu mới có xe cầu tuyết người ta đi qua. Đây, đó là chiếc xe cầu tuyết đó. Thì nhiều khi dự báo thời tiết sắp sửa có tuyết trở lại hoặc là tuyết sắp sửa tan ra đó thì người ta sẽ đi cào cái tuyết đó ra. Mình sẽ đi qua bên đây đường. Đây. Đường này. Ở đây không ít có xe quá cho nên mình phân ngang qua đường vậy thôi. Đường trong nhà mình cũng ít xe cộ đi qua đi lại. Con chó nó thấy mình cũng sủa quá. Nhiệt độ bây giờ là đang là 0 độ C ở bên tỉnh của mình. Đang hiện an ở Alberta, Edmonton. Đường rất là vắng vẻ, người ta đi vòng vòng ngoài đường để ví dụ mà nhà bạn có thú cưng đó, ví dụ chó đồ này nọ thì người ta sẽ dẫn đi cho chó tập thể dục exercise với để nó trong nhà hoài cũng không được luôn. Ở đây ai có nuôi chó thì người ta sẽ biết, người ta sẽ dẫn chó đi exercise mỗi ngày. Này là mình đi xa hơn một lót đường so với nhà của mình rồi các bạn. Mọi nơi đều là tuyết và cây cối thì trơn trụi như thế này. Ở đây chỉ duy nhất có một cái cây này là cái cây thông này là nó chỉ còn lá màu xanh lá kim thôi. Ở đây cây lá kim thì còn sống chứ cây những cây lá mà tròn bình thường á thì nó chết hết trơn à. Đây cây học thuộc bài nè, ở Việt Nam mình á kêu là cây học thuộc bài, rất là thích hợp cho cái vùng đất ở bên này luôn các bạn. Đây cây thông rất là tốt. Mấy cây học thuộc bài nó lớn rất là cao nha, rất là bự luôn á. Tiết hai bên đường dọn rất là sạch sẽ luôn.
rất là yên tĩnh, vắng vẻ. Lâu lâu cũng phải đi ra ngoài đường hít thở một hơi cho nó thoải mái. Đây trang trí Noel người ta chưa gỡ xong hết, cũng còn. Không độ mà cũng còn lạnh đi, cũng thấm á. Đây mình mặc áo rất là dày luôn. Đó, các bạn thấy cây thông bự không? Khu này là khu nhà cũng cũng lớn lớn tuổi rồi, cho nên những cái cây thông này nó có thể mọc cao như thế này. Và ngày xưa người ta trồng thì nó rất là nhỏ, mà giờ chắc cái này cũng khoảng chừng hơn 50 năm rồi cây thông nó mới bự như thế này nè. Và cái điều lo ngại của người ta là cái cây này, cái rễ của nó đó, nó sẽ đâm vào trong nhà của người ta, nó làm nứt cái nền móng á, cái foundation của người ta. Và cũng có rất là nhiều nhà người ta trị nền rất là nhiều, người ta phải mở, người ta phải đào xuống rồi người ta cắt cái gốc cây đó đi, rất là nguy hiểm luôn. Đây mình đi cũng được một vòng khu cái lóc đường của nhà mình rồi đó, rất là vắng vẻ, không có ai hết, chỉ còn mình ta với nồng nàn thôi. Cây cối rồi chơi chuỗi lá hết nè. Ở đây mình có bốn mùa rõ rệt luôn, xuân hạ thu đông các bạn. Nhưng mà chỉ có cái mà là mùa đông đó, nó chiếm gần hết 6 tháng của mình rồi. Mùa đông ở đây nó chiếm gần hết 6 tháng rồi, cây cỏ chỉ mọc được chỉ trong vòng 6 tháng còn lại thôi, có nghĩa là hai tháng mùa hè, 2 tháng mùa thu, rồi 2 tháng mùa xuân. Đó. Đây là đường phố ở trời Tây đây. Nó như vậy nè. Bên tỉnh của em hiện tại giờ thì số lượng ca nhiễm đang tăng cao. Rồi tình hình là chính phủ đang lockdown cho tới bây giờ, cũng gần sắp sửa mở lại rồi. Mình cũng hy vọng là 15 tây tháng 1 này nó sẽ mở lại, nhưng mà chưa biết sao. Rồi, vậy là mình đi được một vòng ở khu phố nhà mình đang sống rồi nha các bạn. Trời thì thổi ra hơi đó, ra khói luôn á. Nhìn giống như hồi đó, giống như trong phim Hàn Quốc đó mình thấy á, mà bây giờ là ở bên Canada luôn. Trời giờ thì cũng khoảng chừng không độ rồi, mặt trời lên rồi. Nhiều khi tới trưa thì nó sẽ xuống lại là khoảng chừng 1-2 độ dương. Nay mình dẫn các bạn đi một vòng ở khu phố nhà mình cho các bạn có sự trải nghiệm là ở bên Canada nó đường ở đây nó rất là yên tĩnh và đường rất là rộng luôn. Và mọi người thì trong thời gian nghỉ dịch thì không có ai, ít có người đi ra ngoài đường. Chỉ có khi là mình nghĩ là mình tù túng quá rồi mình đi ra ngoài mấy cái chỗ, mấy cái phạt đồ ít có người á, thì mình sinh hoạt chung với lại gia đình của mình thôi. Chứ mình cũng không có đi lại mấy cái chỗ đông người để tránh lây lan dịch bệnh đâu.
Thì mình xin kết thúc cái video của mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dõi theo kênh của mình. Rồi cái video tiếp theo mình sẽ làm là mình dẫn mọi người đi đến một cái hồ. Cái hồ đó đang đông đá và mọi người sẽ câu cá, khoan một cái lỗ để câu cá ở dưới đó. Câu cá, cá bên đây nó kêu là cá trout. Rất là vui các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.